Nhan sắc quá xinh đẹp, địch niệm Nhật Ba khiến bạn diễn Quách Phẩm Siêu bối rối. Khi chia sẻ kỷ niệm về việc quay Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư, nam diễn viên Quách Phẩm Siêu đã khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ anh bị lúng túng về nhan sắc của địch niệm Nhật Ba. Khi bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư lên sóng, ngoài cặp đôi chính địch niệm Nhật Ba và Cao Vĩ Quang, chàng xoái cao Quách Phẩm Siêu cũng là tâm điểm đáng chú ý của nhiều người. Vào vai Tô Mạch Diệp, Tây Hải nhị hoàng tử, Quách Phẩm Siêu khiến người ta phải suýt xoa liên tục vì vẻ điển trai đầy tiên khí dù đã bước qua tuổi 42. Thậm chí khi đứng cạnh đàn em thuộc lứa 9X, trông Quách Phẩm Siêu cũng chẳng hề kém cạnh một chút nào. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Quách Phẩm Siêu đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm của mình khi quay Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư. Nam diễn viên Đài Loan chia sẻ, anh vốn đã quen Cao Vĩ Quang cách đây 10 năm khi chụp tạp chí chung với nhau. Quách Phẩm Siêu nói đùa, ấn tượng của anh với Cao Vĩ Quang là chiều cao, vốn nổi tiếng vì chiều cao 1m88. Quách Phẩm Siêu cũng đành lép về trước Cao Vĩ Quang vì đàn em cao đến 1m91. Dẫu vậy, Quách Phẩm Siêu vẫn hài hước tuyên bố Cao Vĩ Quang không đẹp trai bằng mình. Về ấn tượng với địch niệm Nhật Ba, Quách Phẩm Siêu khen ngợi nữ diễn viên rất xinh đẹp. Vì vậy, khi phải thực hiện các cảnh diễn với địch niệm Nhật Ba, nam diễn viên rất hồi hộp, tim đập mạnh như muốn bay ra. May mắn là tôi cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn rồi, có thể giấu giếm được cảm xúc bối rối của mình, không để mọi người phát hiện ra. Chia sẻ về bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư, Quách Phẩm Siêu chia sẻ, vì đây là phim tiên hiệp nên mỗi cảnh xuất hiện, anh đều phải thể hiện dáng vẻ thần tiên thoát tục. Mỗi lần quay từ trên cao bay xuống, đạo diễn đều cho bật quạt hết công suất, để quần áo bay phấp phới. Điều này khiến Quách Phẩm Siêu cũng phải cảm thấy mình giống như thần tiên thật. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.